Lời nói đầu tiên, Sài Gòn Go và Ngọc Diệp xin trân trọng kính chào quý cô bác anh chị gần xa thân mến. Dạ, Sài Gòn Go Ngọc Diệp chào anh. Anh chào khán giả luôn đi. Anh cho quý vị khán giả và Sài Gòn Ngọc Diệp biết là anh tên gì, bao nhiêu tuổi và đến từ đâu ạ? Anh tên gì? Đỗ Nghe. Đỗ Nghe, hai tên thôi. Anh nhiêu tuổi? Sinh năm 82. Hôm nay là 42 tuổi. Anh đến từ đâu anh? Đến từ Bến Tre. Bến Tre. Hiện tại anh làm nghề gì? Đi ghe. Đi ghe. Rồi. Anh nói là cái tên nữa em cũng hơi quên luôn cái tên rồi. Đỗ Nghe. Đỗ Nghe. À là nghe thấy phải không? Đúng rồi. Rồi. Anh nghe có đồng ý cho Sài Gòn Go và Ngọc Diệp sử dụng hình ảnh của mình và video đăng lên mạng xã hội và vĩnh viễn không xóa. Rồi anh nghe phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm những lời nói của mình. Rồi anh nghe hiện tại là mình đang ở nhà trọ hay là nhà của mình? Nhà của em. À, nhà mình ở dưới Bến Tre luôn. Anh nghe 42 tuổi. Anh nói lại cho em biết là cái nghề của anh á, là thường thường là mình đi thường xuyên hay là ở một chỗ? Là mình đi trên đó là mình làm cái gì chính xác luôn anh? Bán muối ở trên ghe hả? Mình đi về cỡ một tháng mình về mấy lần? Một hai lần. Một hai lần à? Wow, một hai lần. Bình thường mình bán ở đâu anh? Ở tỉnh nào? Đồng Tháp không à? Là mình cứ chỗ nào mà có những cái con sông hay là mình chạy vô đó mình bán cho người dân hay sao anh? Dạ, dòng kinh nữa. Theo mấy con kinh nè ha. Muối đó là mình lấy ở đâu mình mua đi bán lại vậy anh? Dưới biển á. Dưới biển hả? Rồi. Biển mình, đó. Mình có cái nghề đi bán muối. Mình làm nghề này lâu chưa anh? Khoảng mấy tuổi? Mấy tuổi là mình làm rồi? 16 tuổi. À, là mình theo tới giờ là 42 tuổi luôn. Anh nghe có thể kể cho bà con, cô chú, anh chị và Sài Gòn Ngọc Diệp biết là tình trạng hôn nhân của mình. Trước thì có chưa tháng là bỏ. Vợ bỏ anh hả? Trời ơi. Vợ bỏ anh. Anh có biết lý do vợ bỏ không? Là lúc đó là mình cũng đang đi bán muối này, có vợ có theo không hay là để nhà? Lúc đó là em đi làm ở Cần Giờ. Làm gì Cần Giờ anh? Dạ làm muối. Có cho vợ theo không hay là để nhà? Có. Có cho vợ theo luôn mà vẫn còn bỏ anh luôn. Dạ. Mà anh không hiểu lý do tại sao bỏ luôn. Dạ. Kỳ vậy ta. Cái ca này lạ nha. Thường thường người ta nói là có người mới rồi mới bỏ chứ sao tự nhiên đi theo anh mà không có biết lý do cũng bỏ luôn. Hay là chê anh làm nghề muối mà. Vậy quá. Rồi, chê làm nghề muối. Mà mình cưới được bao lâu rồi? Dạ, được 1 tháng. Có 1 tháng à? Dạ. Chà, có 1 tháng đi theo mình xong cái bỏ luôn. Mình làm vậy là 1 tháng mình thu nhập ổn mà anh? Dạ, cũng được. Cỡ được nhiêu? Tùy theo giá muối lên cũng như năm vậy đó, được 20-30 vậy đó. Vậy 1 năm có 20-30 sao sống anh? Năm 20-30 20 triệu phải không? Ừ, 1 năm 20-30 triệu. Vậy mình đâu có được bao nhiêu rồi ăn uống như sao anh? Khó ha. Này, vậy là cái cuộc sống của mình cũng còn chật vật quá ha. Hèn chi vợ có, khi mà cô vợ về ở với anh á có than vãn gì không? Dạ không biết. Không biết luôn. Ủa gần mình mà sao không biết lại ta? Dạ. Nói gì cũng không biết hết anh. Anh thấy em cờ. Thấy em cờ hả? Trời ơi. Cờ đâu phải cái tội mà chỉ sợ cái sợ mình nghèo. Đó thì các cô thấy ở sống không nổi chắc là phải chạy luôn. Rồi đến tận bây giờ thì giá muối giờ cỡ bao nhiêu anh? 60 ký hả? Dạ.
không mình bán bỏ ra bọc hay là bán cái theo ký? Ký 60. Không có ký 6. Ký 6.000. Gì rẻ dữ ta. Tại muối nó cũng nặng mà. Ký đâu nhiêu. Dạ. Mà với cái mức lương mà anh thu nhập một năm mà có 20 triệu à, chi phí ra rồi còn đủ không? Còn lời không anh? Chi phí xong còn 20. À, chi phí xong còn 20 triệu. Chà, một năm mà lời có 20 triệu thì nó hơi ít quá ta. Chi phí xong là anh mình tính luôn ăn uống đồ á ha. Xăng cộ rồi ha. Thường thường anh đi bán muối vậy đó, thì anh có lên bờ nên đi đâu đó chơi không? Mình còn cha mẹ gì ở quê không anh? Cha mẹ mình hiện tại là làm nghề gì? À, thì gia đình mình là cũng là dân lao động không ha? Thầy, anh nghe lúc trước là ba mẹ nói sao mà đặt cho mình cái tên nghe vậy? Nghe để thấu hiểu sự đời ha. Mà giờ là cũng gặp nữa. Bây giờ anh nghe nè, mình lên với chương trình Sàn Gô Ngọc Diệp á, anh biết tụi em qua đâu? Qua YouTube hả? Dạ. Mình có nghe thường xuyên không? Dạ có. Mình thấy thích chỗ nào? Thích kiểu hay là thích bạn khó nói quá ha. Dạ. Ở trên đó mình thấy các cô chú rồi lớn tuổi rồi, có mấy em nào mà vừa với mình không? Thì mình thấy mình có đến được với người ta không? Chắc có được. Có được hả? Trời ơi. Hôm nay mình lên đây để mình giới thiệu bản thân đi. Rồi em nào thấy được thì sẽ liên hệ tới chương trình. Mà anh muốn cái người sắp tới của mình đến với mình nè, sẽ như thế nào anh nghe? Hiền thôi. Hai người hiền quá là làm sao sống? Tài xanh sao đấy chị? Cũng cố cũng đâu được đó. Hiền quá trời và đất luôn. Vẫn chưa có con luôn. Có ai anh có tán tỉnh câu nào chưa? Nói nghe coi. Chưa biết luôn hả? Chưa biết rồi là lên chương trình rồi mốt nữa gặp cô đó làm sao anh tán tỉnh được đây? Tự duyên hả? Tự duyên. Mình có theo đạo gì không anh? Đạo Phật. Đạo Phật hả? Anh hiểu thế nào là tùy duyên không? Tùy duyên đến đâu mình để đó. Bên Phật có dạy là không phải là dạy mà có những cái bài pháp của sư á, anh có thường nghe không? Là anh thấy tại sao mà duyên mình nó lận đận như vậy không? Không biết. Không biết luôn. Mình cũng không biết tại sao mà vợ bỏ luôn. Anh có muốn phấn đấu để sau này mình giàu lên thì có một cuộc sống ấm no và tốt đẹp hơn không? Mà anh làm từ lúc nhỏ cho tới bây giờ luôn, 16 tuổi đã làm cái nghề bán muối. Anh có dự định là làm một nghề nào khác không? Ví dụ như sau này mình có tiền, mình về quê, mình có nhà cửa rồi đó, mình lập nghiệp. Mình mở ra một cái tiệm bán muối tại nhà ha. Chăn nuôi luôn ha. Mà giờ vốn mình được nhiêu rồi? 200-300 gì chưa? Làm từ 16 tuổi nay là 42 tuổi mà tháng được có 20 gì, một năm được có 20 triệu, 20 triệu nhân lên rồi phải mua đồ đầy đủ hết cho gia đình Tết đến rồi nữa. Ca này hơi khó à nha. Không biết duyên anh tới đâu thì anh muốn cái cô đó cỡ độ tuổi mình không, bao nhiêu?
chút cũng được. Anh 42. Tuổi mình cũng 42. Hiện tại giờ mình vẫn chưa có con, mình có muốn là sinh con không? Có chứ, nhưng mà sinh thêm đứa hả? Tùy theo khả năng. Thì sinh là thêm rồi nó khổ nữa là sao? Sinh là cố gắng mình nuôi. À, vậy ha. Nhưng mà giờ anh phải cố gắng anh làm sao mà anh đừng có đi kiểu này nữa, cái tiền lời mình không có nhiều á, sau này con cái rồi nữa. Ví dụ như mình làm một năm được có 20 triệu, mà giờ trong khi đó đó có thêm một người vợ thì coi như là hai người sống lay lắt được đi. Nhưng mà có thêm một đứa con nữa, anh biết là một tháng là bao nhiêu? 20 triệu anh không có đủ. Cố gắng mình làm. Ờ. Có thêm người nữa mà ai mà cùng chung cảnh khổ với anh là em cũng thấy rất mừng. Nhưng mà sinh thêm đứa nữa thì chắc là căng ạ. anh nghĩ cái vợ mà anh có bầu á, trong vòng 6 tháng, 9 tháng là anh lo còn dữ dằn nữa. Mà anh đi ghe suốt thì chắc là chị theo chắc hơi khó. Anh có kế hoạch nào đó để mà rõ ràng hơn để các chị có thể đến với anh không? Chứ em thấy còn mập mờ quá. Có gió về chăn nuôi mua bán được. Mình định khi nào mình về mình chăn nuôi mua bán? Qua Tết này hay sao? Qua Tết nha, em thấy là anh nên làm cái đó đi. Chứ anh đi theo nghề của anh một năm có 20 lời, có 20 triệu à. Khó mà sống nổi. Thì giờ mình phải làm nghề gì để sau này mình tính tới vợ con mình nó nuôi sống nữa. Ha. Quyết định chưa? Hay là vẫn đi theo cái nghề đó suốt luôn là không có chị em nào theo mình đâu? Đúng rồi. Mình làm ra đồng vô cho nó gì. Một năm mà có 20 triệu rất là ít luôn á. Ha. Ví dụ như anh về anh chăn nuôi, con gì đây? Giờ đất ruộng ở nhà mình còn nhiều không? Còn bao nhiêu công anh? 5 công. Ủa 5 công mà mình đó giờ mình đi làm thì giờ mình lên mình cài chưa chia hả? Mình được mấy người con? Hai anh em thì chia ra mình cũng còn mà. Thì về đó mình cài trên ruộng mình đi, mình cũng đi 42 năm rồi. 16 tuổi mình đi tới 42 tuổi rồi, hiện giờ mình phải mình làm kiếm tiền có được như đó rồi. Thích nghề sông nước. Mà theo nghề sông nước một năm có nhiêu đó làm sao anh nuôi được? Nuôi được vợ rồi con nữa. Ha, này là mình phải tính lại nha, nếu mà mình cũng muốn có vợ mà muốn có con nữa, nó cả vấn đề luôn á. Rồi ví dụ như giờ cha mẹ anh nay bao nhiêu tuổi rồi? Không biết luôn. Tuổi tí hả? Rồi. Rồi giờ ví dụ như giờ anh về anh lập nghiệp trên mảnh đất của mình đó thì cha mẹ có cho không? Cho. Cho hen. Rồi vậy cố gắng năm sau là mình về mình chăn nuôi đi. Rồi tới khi đó thì các chị mà xem chương trình á, nếu mà có thích anh á thì gọi cho tụi em và tụi em sẽ liên hệ tới anh để coi cái công việc của anh như thế nào, rồi chứ chắc chị em mới dám à. Chứ cỡ đi bán muối hoài kiểu này là coi chừng bán muối thiệt. Anh sợ bán muối không? Rồi thôi bây giờ anh còn gì muốn nói với cái người sắp tới mình không? Em cũng không biết nói gì à. Thôi anh chào quý vị khán giả cái đêm kết thúc. Anh nói gì trả lời chào đi. Rồi anh trai rất là hiền và cũng rất là ít lời nói, cho nên cô chú anh chị thông cảm đừng có ném đá anh đó. Tại vì anh theo em nghĩ thì cũng vì lý do này mà chị đó lại bỏ anh ra đi. Thì bây giờ thì Sàn Go và Hồng Dẹp video cũng khá là dài, tụi em cũng kết thúc video tại đây. Chúc cô chú anh chị một ngày mới an lành và bình yên trong cuộc sống. Rồi chào anh.